Bây giờ sáng sớm. Sáng sớm đi tìm bánh trứng ăn. Biết được bánh trứng cà phê là bây giờ chẳng biết cái đâu. Cứ đi đi lần quanh, đi xung quanh. Đi lần quanh, đi xung quanh. Mấy cái tiệm bánh mì Việt Nam hả? Bánh mì Việt Nam thì tuần sau về Việt Nam ăn. À, thì chắc nó cũng phải có chứ. Hình như cái người Việt qua Việt Nam qua đây sinh sống cũng nhiều mà. Người Việt nó qua sinh sống thì nó mở mấy cái quán nó thì dễ dàng thôi. Kiểu như bây giờ mới thấy, mới gặp một cái bà nào mà lớn lớn tuổi mà một mình á, chứ mới phải trò chuyện người ta hỏi. Hỏi đại giống như cái bánh trứng kêu là gì? Bánh trứng kêu là gì? Ồ nè, trên đây coi coi quán người gì? Ấn Độ. Ấn Độ. Nhưng như mình bọn nói là tao tới đây mà tao bây giờ tao muốn tìm một cái chỗ nào có bán bánh trứng đồ, bánh mì rồi ngồi xuống uống cà phê sữa, trà sữa đồ. Trà sữa kêu là gì? Trời, ở đây lại có một cái 7-11. Stella Draft Beer. Không có ngựa. Ở trong mấy cái 7-11 nào nó cũng có bán cà phê đó, nhưng mà chỉ có cái là chắc má không thích cái mùi đó đâu. Kiểu như với lại mùi đó nó không có sức. Cái này chắc là cái vũ trường. Ở trên này có quán barbecue nè không? Cái lẩu hả? Thì hồi bữa con nói đó, bây giờ mình mở cái mở YouTube của bà coi lại. Taxi thì có sao đâu. Taxi trong thành phố này nó chạy gần cũng rẻ rồi. Trời ơi, tìm nó để như sao mà đi ra đi lại. Nhắc thì mình nhắc đầy đúng không? Mỗi lần mà khách mà muốn vô mua bán cái gì không biết sao mà. Nè, qua cho quay lại coi mình thấy thôi. Trời, nó nhắc vậy là mỗi lần mấy cái này là đồ sữa, vật liệu da. Sửa nhà. Được. Má biết người Việt với người Tàu á, nó hay hơn cái người Tây là như thế nào á? Như người Việt với người Tàu khi mà nó bán hàng á, giống như nguyên một cái tiệm nó phải không? Mình mở nguyên một cái tiệm đó đi,
tất cả những cái đồ ở trong tiệm của mình á, là người Việt của người Tàu á, là nó nắm rõ ràng cái giá từng món hàng rồi. Nó hiểu không? Ví dụ như khách mà cầm lên, ok, cái đó là 3 đồng, cái đó là 2 đồng 75, cái đó là 4 đồng 55. Thì người Tây cũng vậy, người Tây thì nó cũng bán ngày này qua tháng nọ. Nhưng mà người Tây cái cách làm việc, cái cách bán hàng của nó khác. Mày muốn món hàng này phải không? Ok, cầm lên, cái đưa đây, cái nó bấm cái máy, nó bấm vô cái khối mã số á, bật lên là mới hiện ra cái giá. Thì cái đó là cái khác biệt của hai người á. Thì đó là cũng nói là cái khác biệt đó, thì người Tây nó vẫn bán hàng mỗi ngày thôi, ngày nào bán ngày qua ngày lại, ngày qua ngày lại, những cái món này nó cũng giống nhau. Nhưng mà lại tại cái cách làm việc với lại cái cách bán hàng của nó đã quen như vậy rồi, nhưng bây giờ mình cầm cái món hàng lên đưa cho nó cũng đâu biết rõ ràng là nó không có biết chính xác là bao nhiêu, đúng không? Ủa, cái đường này nãy mình đi chưa ta? Mấy cái nhà này đẹp nữa hơn. Đường này chắc cũng như cái này là khách sạn. Kiểu như cái chỗ mình ở ở đây nè là giống như là trung tâm của Sài Gòn, giống như là ở quận 1 vậy, hiểu không? À, ở quận 1 nó cũng có nhiều cái chỗ mà sang chảnh, nhưng mà nó cũng có nhiều cái chỗ cái quận nó... mấy cái tạp nhỏ cũ đó. Thì nó là ngay khu vực trung tâm luôn, mình muốn làm gì, mình muốn cái gì nó cũng mọi thứ, người đi qua lại tấp nập hết. Còn ví dụ như mà mình muốn cái nhà bự hơn, phòng rộng rãi hơn á, thì mình phải đi ra những cái quận ở vùng ven, không phải là ngoại, kêu là ngoại ô á. Thì đó, quận ven nó là ngoại ô. Ừ. Rồi, còn... nó muốn đi giờ đi rồi sao? Có giờ không? Thì giờ thì nó nói bữa nay nó muốn đi lùng chỗ này lỗ kia coi như thế nào đó. Thì nếu mà thấy... cái quán này quỷ này nó nhiều ghê hơn. Cứ từ từ đi dạo 2 vòng nữa đi tính. Thì mình nãy có nói đó, nếu mà má nói chuyện nào với tàn ví dụ như mấy bà này là mình hỏi với lại món trà sữa đồ ấy, trà sữa là nếu mình ở xung quanh này có tiệm nào không? Nếu phải nói rõ là phải có cái bánh chín nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là tới đèn đỏ thôi. Cái đèn đỏ xuống đây, cái đèn đỏ nào quẹo trái. Ừ, đó sao mình phải nói chuyện với mấy người thổ địa vậy á. Hy vọng là bà nói đúng. Bà nói 3 phút hả? Đi 3 phút thôi không? Không băng quá đường. Rồi bây giờ mỗi lần qua đường nó phải để ý như vậy, cái xe nó chạy ngược chiều á. Hồi vừa lên đây là bạn nói lên đây quẹo trái đúng không? Ồ đúng rồi, kìa bên kia cũng có thấy mấy có chỗ gì quá trời kìa. Ồ đi, ồ chắc ý là bạn nói chắc quán này quá. Vậy đi vô thôi. Tìm được một cái tiệm rồi, Red Tea. Đúng rồi em ơi, hình như thấy thơm thơm á. Được thôi, vô ha. Mình vô mình ngon lắm. Đúng quá. À lệnh lệnh. Đúng quá lệnh sư cơ. Uống trà đồ, uống cà phê đồ đó. Uống trà cà phê chắc ở ngoài kia. Đây là tiệm sống. Mà cái này có bánh trứng. Cái bánh trứng nó cũng mắc hơn 32 đồng 2 cái. Vậy lấy cái đó bánh trứng. 32 đồng 2 cái. 32 đồng là bao nhiêu? 32 đồng là 5 đồng. 5 đồng 2 cái, 2 đồng là 1 cái. Trời, quán này cũng đông người ghê thôi. Lấy thử 2 cái thôi, mình ăn thử coi coi nó. Trà sữa là gì thôi? Lấy cà phê hay lấy trà
cái đó nó được. Ồ, nó cái này 7 đồng một cái, bán lẻ. Còn mì bình 7 đồng là thành 1 đồng một cái thôi. Ừ. Ừ. Cái nếu mà ngon nữa chứ không mua về cho ông đại. Ừ. Ừ. Với lại... Ừ, vậy lấy 5 cái với lại món cà phê phải không? Ừ, mà lấy... Cà phê sữa muốn cà phê phải không? Ừ. Kiểu như mà heo quay con muốn vô cái tiệm nào mà mình thấy nó chặt trước mặt mình á, chứ con muốn vô mấy cái nhà hàng bự như vậy, con mấy cái chỗ heo quay mà nó bán trước mặt mình á, mấy cái sạp mà mấy cái tiệm nào chợ. Thì nó chắc lấy tập cái 5 cái chân đó. Sugar you like cà phê này. Milk tea. Milk tea. Yeah, hot. Hot milk tea and one hot coffee. And 5 egg cart. 5. Yeah. Mm-hmm. That, yeah, for now. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Không, con nói mà ngay từ đầu con nói má phải nói chuyện một cái bà nào á. Ô, cái tiệm này vui nè, sát bên nó kéo một cái ra nó có cái ngành. Nên một phần cơm vậy nè, nó có một cái đùi gà với lại khá xíu đồ đó. Ừ. 70 đồng. Ừ. Không, má hiểu không? Ý con không muốn vô ăn mấy cái quán cơm mà nó như vậy. Con muốn đi tìm cái mấy cái quán nào mà nó ở đằng trước á. Nó chặt, ừ, nó để nó trưng bày lên con gà, con vịt, con mực. Mà cái đó phải đi tới cái khu nào mình có tìm. Ừ, mình phải tìm được thôi. Trời, con tới Hồng Kông phải trải nghiệm mấy cái đó. Nó chặt trước mặt mình á. Còn mấy quán này bình thường. Mà cũng đông người hơn. Khoảng chừng 10, 12, 13 đồng vậy đó. 15 đồng. Chia 5, chia 6. Tùy theo lúc, tùy theo cái mực giá. Có lúc thì chia 6, có lúc chia 5 vậy đó. Cái quán này nhiều, nó có nhiều món thịt lắm. Còn nó tùy theo giờ nữa nha, có lúc có nhiều món nó là phải qua giờ nào mới có nha. Có nhiều món là 2 giờ chiều bắt đầu nó mới bán. Okay. Là cái thương hiệu, cái tên của nó thôi. Giống như là cái nhà hàng này tên là Red Tea thôi. Chung. Nhiều, nó có nhiều món thôi chứ. Bữa nay nếu mà chưa đi tìm được cái chỗ khác nữa, nó là một người. Mm-hmm.
ly trà nhỏ xíu. Thường thường là cô uống pha một pha là phải làm 10 ly này. Thì cà phê chưa ra, nó cà phê của má nè. Rồi con mua 5 cái bánh. Đó, cửa mình ra vậy thôi. Sáng mình nói vậy mà mình nói mình ra uống cà phê, uống trà với lại bánh trứng. Hay ngồi mà kiểu như khi mà mình ở đây á, khi mình đặt một cái món ví dụ như cà phê hay là cái này nè, nó muốn hỏi mình là giống mày muốn bao nhiêu đường hay là muốn bao nhiêu sữa đâu ha, là kiểu như like cũng giống nhau thôi. Ồ chắc mắc phải hỏi nó. Ồ hình như con có đem theo đặc đường này không con? Cái này hơi lạc. Con có một gói đường. Phải chút xíu đường nó đang ngon hơn. Mình xin nó thôi. Xin nhỏ này nè, nhỏ là sao? Nó nói tiếng mất chứ đi đâu à? Không thấy rồi à? Ồ, thì ra là vậy là nó có... Nó có sẵn ở đây, mình muốn lây nhiều. Còn có mình lúa. Mình đâu có tới qua đâu, mình biết. Ồ, cái trứng này nhìn hấp dẫn ha. Nhỏ. Nhỏ thôi nhưng mà nhìn hấp dẫn, coi thơm không? Ừ. Cà phê đây nó béo lên nó bỏ nhiều miếng hay là nhiều. Thì ý con nói là vậy á, khi mà mình chưa đem ra nó không hỏi mình là để thử coi uống đi. Thì hồi nãy con thấy nó kéo cái tủ đó ra, con tưởng là chỉ là đũa bụng đồ thôi. Cái bên cũng uống dữ. Cũng ngon, nhưng mà có cái hơi nguội một chút. Không có con thấy nó giòn giòn vậy chứ. Cái vỏ ngoài nó giòn nhưng mà ở trong cái trứng thì nó mềm vậy, nó ngon. Mà ý má nói giòn quá nó rớt ra, nó cầm cho nó. Mà nó cầm như trắng vậy nên sao rớt được nè vậy nữa. Nó cầm phải cầm luôn cái vỏ hả? Ờ. Ngon. Được. Nó. Rồi 5 cái 35 đồng. Là đi chơi sao? Sao đồng. Ờ khoảng chừng đồng cái. Nói chung là đồng cái cũng được hết. Không, thì mình đi ra đây mình ăn sáng cái gì thôi. Bởi cái này không phải ăn sáng nữa, cái này là ra uống cà phê. À, cái này là chỉ ăn ra uống cà phê thôi chứ chưa phải là đi ăn sáng. Ừ. Thì ở đây người ta ăn uống quá trời mà, ý con nói là coi mái nè. Không, mình chưa phải là đi ăn sáng, mình chỉ là đi uống cà phê thôi. Ừ. Cũng được. Mình đi ra cái quán này hợp lý phải không? Ừ.
Ngon. Cái ly trà cũng ngon. Béo hả? Ờ. Bên mình bây giờ nó bán cho một vị 8 lần 6 cái thôi. Còn gì cũng mắc chứ. Thì mắc hơn này nữa. Đắt hơn. Ừ, mà cái này kiểu như là nó làm ở đây đây luôn. Ừ. Được. Giòn. Thì lâu lâu mình đi tới Hồng Kông là mình phải trải nghiệm mấy cái này nữa. Bánh này ra không biết còn bánh gì ăn với mình đi Nhật Bản. Nó có cái bánh mà bự bự như là bánh mà cái thơm á. Muốn thử đâu. Cái không nhân. Nó chỉ là nặng cái mùi thơm bỏ trong cái bột. Xong mình nướng lên thôi. Dạ. Ở Hồng Kông rất thích ăn bánh Ờ, nó có cái dãy đó hồi nãy thấy cũng có nhiều bánh mà. Chân rồi đây à? Nè. Đây nè. Nè cái bánh này là mình ăn nè. Ừ. Thấy không nè, cũng có nhiều bánh mà mình đọc không được. Cái kia thì nó có tiếng Anh. Nè đúng rồi, hôm qua tới giờ mình vô hai cái nhà hàng bên đây á. Cái thằng đơn nó đè ở dưới kiến luôn. Nó kia gì? Ừ, nó nằm ở dưới kiến. Lấy thêm 5 cái. Thì nhiều khi cho biết là ăn nữa. Tại vì mình không biết đọc đó thôi chứ nó còn mấy cái bánh khác nữa nè. Này giống như cái bánh này nhìn thấy cũng ngon được không? Để con coi cái bụng lại cái đó là tiếng Anh là gì. Buổi sáng này 101, lúc đầu mua 5 cái trứng, mua thêm 2 cái còn dường cái, một ly trà, một ly cà phê, mua thêm 3 cái bánh nữa. Tôi mua thêm một cái bánh, cô lột bao. Bánh cái thơm thêm gì đâu. Mình lại ra nữa thôi. Nếu mà ra con trẻ chú ra thì chúng ăn tiệm cấm ở đây. Tiệm cấm hả? Đúng rồi. Đây không có bán tiệm cấm. Không
xưa giờ con cũng không có hảo cái món tiệm tấm luôn. Nhưng mà thấy nó giống như vậy nè. Thịt mình ăn thì ở đây nó có nhiều loại, thì mình ăn những loại khác cũng được. Mà mấy cái món đó thì cũng thế, hôm qua ăn cái chỗ Bình Thánh nó cũng được. Bình Thánh tốt quá hả? Cũng được, nhưng mà ý con là con không thích cái bánh phở đó, con muốn ăn cái mì. Đó là một cái đó, một cái lúc mà mình đi về mình gặp cái đó có. Ờ, các bên đó có mà. Ừ. Không, nhưng mà mọi người Hồng Kông đúng là cái gì ha, hôm qua mình anh nhớ không? Đưa cái ly mà cho baby uống sữa, xin chút xíu nước nó cũng không cho nữa. Bà đó, cái nữa. Ờ. Xin nước uống cũng không cho luôn. Mày muốn uống gì mày tự mày kêu. Ờ, hình như là chắc bên đây là nó dễ hơn. Chứ bây giống như quán này nè. Mình kêu trà cà phê ra chứ mà nó đâu cho nước mình uống đâu. Ừ, hình như cái kiểu chắc bên cái phong cách làm việc bên này. Còn bên Canada là dù mình ngồi xuống là nó phải cho mình. Không. Hoặc là nó đem cho mình nguyên một bình trà luôn. Do mấy quán tiệm tắm á là trời nó thay nó cho mình uống trà liên tục. Cái bánh khỏe luôn đó. Bánh khỏe hả? Ăn no rồi không ăn của nó sao là bánh khỏe? Thì nó đem cho mấy đứa nhóc ăn vậy chứ cho mấy đứa thôi, nước mà có ăn cái gì nữa thôi. Nhưng mà cái đó là đi ăn tiệm sống mà con ăn nó tiệm sống á, tiệm sống là ăn từng món mà. Ờ, buffet là khác, buffet đâu cho uống trà đâu. Họ kêu nó cho hello. Nó à, nó sẽ uống tay phá nó khỉ ra, hổ gì bị nói cho họ. Chỉ tội à, chỉ tội, hay ạ. Chỉ tội đó, hay chỉ tội. Chỉ tội không phải chỉ. Nếu mà dùng hả thì không chỉ tội, không chỉ tội. Chỉ tội thì đi làm một chi mà. Đi có chỗ đó, đi có. Hay ạ, hay ạ. Là sao lấy cái bịch cũng hơi tính thêm tiền không? Cái hộp phải tính tiền. Nhưng mà cái này mình bỏ vô cái hộp, cái dây nó dính lại hết rồi. Ừ. Cái này thì... Ở đây nè. Ở đây nè. Ở được rồi. Cái này được rồi. Ra khẩu á. Cái còn trong không biết không? Được rồi. Ừ, được rồi. Vô hả? Được mà, được mà. Được mà, cứ bỏ vô đi. Vô nè, mà nó nè. Vô nè, mà nó. Lấy cái này là được rồi. Đắt. Tuy đâu mà dính. Nó trồng lên nó sẽ dính hai cái ộp lại nhau. Lượng mình, lượng mình là mấy chục cent thôi đúng không? Cái hộp á đó thì ăn vậy thôi. Ok, ngồi đi tính tiền rồi xong đi lên tính tiền. Nào mà cầm hai bịch bánh đi. Để lấy tiền là chưa kịp. Đi lên gặp thu ngân thủ quỷ, thu ngân thủ quỷ. Có 40 đồng. Còn nhà hàng này vẫn còn đông khách luôn. Hình như là bây giờ vợ phải. Chắc đi lên đây rồi mắm. Nhưng mà bây giờ mình đi lên cái đường này thì rồi mới phát hiện ra một quán vịt quay, ngỗng quay, để coi nó bán như thế nào.
cái này là sau đây một con gọi này một nhà mình ăn xong hết được ta. Hình như là một nửa, hình như 500 đồng là một con hay sao ta? Ủa 500 đồng quá mắc. Thấy nửa con thôi, con ăn gì nổi. Chắc bốn người mình ăn nửa con thôi. Nửa con là... Để coi cái thực đơn của nó coi sao. Ủa hay là mình vô mới vô hỏi cái nửa con là nó bán làm sao? Hỏi luôn. Nó biết hỏi được hỏi mà con. Hỏi thì cứ đi mà. Hỏi nửa con coi. Nói là chưa mình mới ra ăn, nhưng mà ăn nửa con nửa con vịt quay trên đó coi nửa con là bán làm sao. Mình hỏi cái bà làm sao này nè. À, sư ngộ à? Ấp quân cô tiệm bài à? Đi cả mình sẵn, cô thấy đồ sợ. Gọi bài gì bà? Giống. Cái này chạy chỗ thấy đồ sợ. Chạy đồ gì bà là sợ? Gì bà là sợ chỗ đồ. Ăn xe 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 à bên cái sườn đấy. Cấm về xương ngỗ dẫu mày thôi thì mày ăn ăn xíu thôi. Hai trăm mấy? Anh nói 280 nếu mà ăn ở đây á. Thì đúng rồi, thì ví dụ như ở bên mình cũng mua một con về thì nó chỉ cho một con thôi. Ờ 280 coi như 280 chia cho 6. 280 chia cho 6, ở đây ổn á. Ừ thì ý hệt như ví dụ như mình đi ra mình mua một con vịt quay đi thì làm sao mà nó cho mình cơm. Còn ví dụ như mà mình mua một cái dĩa cơm vịt quay á thì nó sắc 2-3 cục đúng không, xong nó bỏ 2-3 miếng rau rồi nó để với cơm, cái đó là nó bán một phần riêng của nó, là thì cái đó nó có cơm có rau. Còn ví dụ bây giờ mình chỉ mua một con hoặc nửa con thì nó đâu có tính chung cơm với là rau được. Thì tối cũng được hoặc trưa cũng được, không muốn ăn lắm nào. Tối vẫn ok. Mà sáng ừ. 280 nửa con. Chắc cơm con gà thì chắc mình không cần đâu. Không cần con gà. Con gà cũng không có nguyên. Gà chắc có thể được khác cũng được. Ừ, mình mua một chắc cái nơi mình mua nửa con đó. Ừ. Con gà rồi chắc còn không thì mua thêm xa xíu. Ừ, mình dĩa xác chứ, với 2 món là mình rộng. Hình như chỗ này không, còn nãy không thấy heo quay. Cũng chưa chắc là có xá xíu nữa. Cũng được, để coi tí nó ăn coi nó ngon không. Nếu mà nó ngon á thì nó mới đáng đồng tiền phải không. Con không bao giờ nhớ là mình mua qua lần nào thôi.
ý là mua là nó mình mua cái con này nó quay đúng không? Hay là nên là Mirada Nation.